cái thực phẩm có thương hiệu Đức Việt, model là DV81. Thì với cái dòng sản phẩm này thì được sử dụng chất liệu hoàn toàn bằng inox 304. Phần trước của mặt cánh thì nó sẽ có những cái phần khe thoáng để có một tay nắm, và có ở đây thì nó bên sườn thì nó sẽ có một cái khóa để chúng ta ở phần bên trên thì nó sẽ tích hợp là có một tay nắm. Đây chính là tích hợp một tay nắm để chúng ta dễ dàng di chuyển. Và có phần hộp hiển thị bên trên bao gồm nút nguồn, nút thời gian và nút nhiệt độ, điều chỉnh thời gian và nhiệt độ thì chúng ta điều chỉnh ở đây. Đây chính là cái phần chúng ta điều chỉnh bằng cảm ứng. Và ở bên trong của máy thì nó tích hợp là có 6 khay. Đây chính là 6 khay inox. Thì với cái khay inox này chúng ta xếp thực phẩm ở bên trên, và đây chính là cái phần dạng khay lưới để chúng ta để thực phẩm nó sẽ sấy thoát nhiệt tốt hơn. Ở bên trong của máy thì nó sẽ bao gồm có một quạt và một phòng nhiệt. Cái dòng máy này thì nó sử dụng nguồn điện là 220V và có công suất là 400W. Và kích thước của máy này là 360x300x355. Ở đằng sau nó sẽ có tích hợp là có một công tắc, đây là chính là công tắc nguồn. Khi chúng ta cắm điện, cắm dây nguồn vào đây thì nó sẽ bật tắt bằng công tắc. Đây chính là cái phần lỗ thoáng để cấp cái gió tươi và cho thanh nhiệt để sử dụng khi chúng ta